Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Tát Xá do Đam Mỹ Tưởng Truyện thực hiện, chương 95. Sau khi qua một đêm này, Tưởng Thừa liền cảm thấy tâm mình bỗng nhiên tĩnh như nước. Tình hình của Lý Huy, cậu chưa từng hỏi thăm qua, nhưng một chỗ như xưởng thép truyền bá bất luận việc gì đều là hiệu suất cao bốn phương tám hướng. Cửa hàng nhỏ của Cố Phi, khu bệnh xá ở bên cạnh đều là trạm trung chuyển thông tin. Tin tức vừa bắt đầu là cả nhà con trai lớn của nhà họ Lý bị người ta đánh chết. Đến sau đó người bác bỏ tin đồn, nói không hề, trẻ con không chết. Sau đó lại có người sửa lại, nói là Lý Huy chết rồi. Nguyên nhân cái chết mỗi người nói một kiểu, thiếu nợ, lãi suất cao, bị thu nợ đánh chết, bị gian phu của vợ đánh chết. Kiểu thứ hai là lưu truyền chủ yếu, mà chưa tới một tuần lễ lại có sự thật nổi trên mặt nước. Không chết, Lý Huy bị đánh thành thực vật, hiện tại kẻ đánh cũng chưa bắt được. Những lời đồn này Tưởng Thừa biết được cũng không phải toàn bộ, Cố Phi sẽ không nói cho cậu. Cậu cũng chỉ là lúc ở lại trong cửa hàng mới nghe loáng thoáng qua tai mấy cái. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cậu, những nguồn tin tức đều sẽ chú ý mà né tránh. Đối với Tưởng Thừa mà nói, bất luận là dạng tin tức gì đều đã không quan trọng nữa. Cái người trên huyết thống thân cận với cậu này, trong thời gian về sau đều sẽ không đồng thời xuất hiện với cậu, bất luận là ra sao. Cậu đã đổi số điện thoại dùng lâu nay, và theo cái số này, người biến mất ở trong cuộc sống của cậu không chỉ là một mình Lý Huy. Theo nhiệt độ của không khí thấp đi từng ngày, lá trên cây từng ngày trở nên ít đi, không khí đang lạnh buốt khô hanh khiến mỗi người ngứa ngáy, đồng thời khó mà khống chế những ngày luôn luôn mệt mỏi, chỉ muốn ngủ. Lớp 12 của tứ trung cuối cùng có bầu không khí nên có trước kỳ thi đại học. Trong hành lang, trong phòng học, tất cả đều là các loại biểu ngữ khẩu hiệu chăm chỉ, nền đỏ chữ màu đen, nền trắng chữ màu đen, phối với dấu chấm than cực lớn. Mỗi lần Tưởng Thừa nhìn thấy đều nhìn không được ở trong đầu, đi theo gào thét vùng lên. Ngoài trừ cái này, bên ngoài còn có đủ loại nhắc nhở về thời gian, đã không còn nhiều. Cũng không còn thời gian rồi các bạn học, thi đại học sắp tới rồi. À, nó đã ở phía trước rồi, cực kỳ dọa người. Phần lớn thời gian trong thời gian này đều trôi qua rất chậm, chỉ có lúc quay đầu lại nhìn mới có thể kinh ngạc. Thì ra, đã lâu như vậy. Tưởng Thừa nằm xuống bàn, xoay bút trong tay, từ bên lỗ tai của Chu Kính. Ngày hôm nay không biết vì sao ngồi đến thẳng thớm nhìn thầy dạy toán. Đối với những người trong lớp học này mà nói, khoảng thời gian lúc này trôi qua vô cùng chậm. E rằng thời gian này sang năm, lúc bọn họ quay đầu lại mới có thể phát giác. Một năm lớp 12 này trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức rõ ràng chẳng lưu lại ký ức gì. Tưởng Thừa lúc này chẳng hề cảm thấy thời gian chậm, cậu cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hoàn toàn không đủ dùng. Không đủ thời gian học thuộc lòng, để làm đề, nghe giảng, hay ra ngoài tản bộ cùng bạn trai. Không đủ thời gian nhìn xem hình ảnh của bạn trai mới chụp, cũng không đủ thời gian xem kiểu tóc mới của cô em chồng. Thời gian sau này sang năm, cậu quay đầu lại, không, bất luận là thời gian nào, sang năm, sau năm nữa, 5 năm sau, hay 10 năm sau, lúc cậu quay lại, ký ức của một năm này đều vĩnh viễn căn tràn và lấp kín. Cậu đem cái hình đại diện con thỏ lông xanh lá này đổi rồi, Cố Miếu không có với cậu sao? Lúc hết giờ học, Tưởng Thừa vừa chỉnh lý ghi chép trên tiết học vừa hỏi một câu. Hình ảnh đại diện của Cố Phi từ con thỏ xanh lá đổi thành hình của Cố Miếu, kiểu tóc mới của con bé có hơi dài phía sau. Lý Viêm sửa sang cho cô bé thành kiểu tóc của Lưu Hải, cách xa lông mày hơn 3.000 dặm. Trên tấm hình, tâm trạng cô bé không tồi mà nhướng bên một lông mày, nhìn thấy được tương đối kiêu ngạo và có cá tính. Lưu Hải kiểu tóc mà mái tóc được cắt bằng rất cao và rất ngố. Không sao cả, đây là con bé thay tôi đổi đó, Cố Phi nói. Đi tiểu chút chứ? À, tôi... Tiểu Thừa dừng một chút. Cậu không biết phải không? Cố Phi thở dài đứng lên, mắc tiểu và đi tiểu. Tôi là muốn nói dường như không có nhu cầu này. Tưởng Thừa chật một tiếng cũng đứng lên theo.
cậu cứ nói thẳng bảo tôi cùng cậu đi nhà vệ sinh không được sao? Không cần cậu đi cùng. Cô Phi lập tức nói, thật không cần đi cùng, cậu trở về phòng học đi. Tưởng Thừa híp đôi mắt lại một chút. Trở về đi, xin cậu đấy. Cô Phi nói, để tôi một mình đi nhà vệ sinh đi. Để tôi một mình cô đơn mà dũng cảm bước về hướng nhà vệ sinh kia kìa. Thần kinh. Tưởng Thừa cùng nhau với cậu ta đi xuống lầu dưới. Tôi có chút đói bụng, lát nữa đi căng tin mua chút đồ ăn nhỉ. Chú Kính nói hiện tại bắt đầu bán món luộc quan đông. Được, cô Phi gật đầu. Tôi cảm thấy điểm này của Tứ Trung đặc biệt tốt. Tưởng Thừa nuốt một ngụm nước bọt. Căng tin của trường học bọn tôi trước đây mở bán trong học kỳ, ít lâu liền bị hủy bỏ. Nhà ăn không được bán một chút đồ ăn. Cậu nếu không tự mình mang một chút đồ ăn thì có thể y như chết đói trước bữa ăn. Căng tin này của Tứ Trung mỗi tháng lợi nhuận không ít đâu. Cô Phi cười nói, so với cửa hàng nhà tôi, lời được bao nhiêu? Cái cửa hàng kia của nhà cậu chính là không ai có thời gian trông coi, nếu không cũng không đến nỗi. Tưởng Thừa thở dài, lúc tôi lần thứ nhất đến cũng là bởi vì nhìn sạch sẽ hơn so với cửa hàng khác. Nếu cậu không đi chỗ ấy của tôi, hôm đó cậu ít nhất phải nằm sấp trên mặt đất hơn một tiếng đồng hồ. Cô Phi nói, cái rắm. Tưởng Thừa ngắn gọn trả lời, thật thì tôi muốn mang cậu sách vào trong phòng, Lưu Phàm bọn họ còn phản đối đấy. Cô Phi cười cười, vùng này loạn, rất nhiều người đều sợ gặp phiền toái. Vậy tại sao cậu muốn sách tôi vào phòng? Tưởng Thừa nói, cậu đã giúp Cố Miếu. Cô Phi trả lời, hơn nữa trước mặt Cố Miếu tôi dù sao vẫn không để con bé nhìn thấy anh trai của mình, thấy chết mà không cứu. Tôi chỉ bất tỉnh một chút còn chưa sắp chết đâu. Tưởng Thừa sửa lời cậu ta. Thực ra nguyên nhân chính vẫn là cậu đẹp trai. Cô Phi dựng thẳng ngón tay cái với cậu. Rất đẹp trai. Tưởng Thừa chậc một tiếng. Mùi vị món luộc quan đông của căng tin trường học không tồi. Chỉ tiếc là từ căng tin bưng tới phòng học thì gần nguội rồi. Tưởng Thừa bây giờ đã có thể đủ sức nhập gia tùy tục mà vừa nghe giảng vừa cúi đầu ăn. Còn có chút hâm mộ lớp 12/7, sát vách có người mang cái bình nước điện đến phòng học luộc đồ ăn. Dĩ nhiên, người anh em cầm cái bình này tới đã làm bản kiểm điểm toàn trường một lần. Nghe nói là bị bạn học ăn thức ăn không nóng, lúc lên lớp tố cáo. Tưởng Thừa, lão lỗ trên bục giảng rống lên một tiếng. Tưởng Thừa đang cúi đầu đâm một viên cá cuối cùng, vừa sắp đưa vào trong miệng. Trong tiếng rống này của lão lỗ, tay cậu run một cái, cả viên cá kèm cây căm tre đều rớt xuống đất. Ôi! Cậu đau khổ, giọng nhỏ kêu lên một tiếng, rõ ràng còn chưa ăn no, cảm giác còn chưa đã nghiền, mà chỉ còn thừa lại một viên cá, vốn là đã vô cùng sầu não. Kết quả vẹn vẹn một viên cuối cùng này còn chưa đút vào trong miệng. Cậu tưởng chừng như muốn nhân lúc không có ai, nhặt lên bỏ vào trong nước nóng rửa một chút, rồi ăn hết. Không phải thầy muốn nói em, các em hiện tại ôn tập là rất mệt, lên lớp muốn tranh thủ ăn chút đồ ăn, thầy cũng sẽ không nói. Lão lỗ chỉ vào cậu, thế nhưng em ăn có phải là có chút quá chậm hay không? Em tưởng đây là tiết mỹ thực nhỉ? Không biết còn tưởng là em mua bàn mãn hán toàn tịch ấy chứ? Lên đây, dịch đoạn này. Tưởng Thừa cẩn thận đem chén giấy tới đặt lên bàn, bên trong còn có chút nước sốt. Lát nữa còn có thể hấp một miếng cho đỡ thèm. Đi lên bục giảng, cậu vừa mới cầm lên một viên phấn viết, lão lỗ đã đem nửa viên trong tay đưa qua. Dùng viên này, khỏi cần phải tốn sức để gáy. Tôi cũng mài xong cho em rồi. Hả? Tưởng Thừa nhận lấy viên phấn, ở trên bảng đen xoạch xoạch bắt đầu viết. Thông thường tới loại thời gian này, thầy cô môn khác cũng sẽ không gọi người lên để làm gì nữa. Thậm chí nắm chắc mỗi một phút đồng hồ không ngừng giảng. Nếu không thì chính là làm đề thi, sau đó giải đề thi, mỗi một lần nhấn mạnh trọng điểm. Ở đây là trọng điểm, chỗ đó là trọng điểm, những cái này đều là trọng điểm, những cái đó đều đã từng thi. Nghe sau một vòng liền cảm thấy trên sách giáo khoa không có thứ gì không phải trọng điểm. Chỉ có lão lỗ vẫn kiên trì không buông lỏng mà mỗi tiết học đều điểm danh. Cảm giác đây là nguyên nhân lúc thầy ấy lên lớp. Lực chú ý của học sinh tương đối tập trung, không chắc lúc nào sẽ bị tóm lên trả lời không được,
thuộc lòng không được chính là bị chửi một trận. Chứ có tiến bộ, lão lỗ nhìn đề dịch của Thường Thừa viết trên bảng đen. Có tiến bộ rồi, không tệ, nhưng nếu như thầy chấm bài thi, cái chữ này thầy có thể không trừ điểm bài thi của em. Cảm ơn thầy lỗ, Thường Thừa nói. Chữ có tiến bộ là thật, cậu trong lòng mình đã hiểu rõ. Cậu mỗi ngày lúc học thuộc lòng cũng sẽ ở trên giấy nháp viết ra trọng điểm để nhớ kỹ hơn, cũng thuận tiện để luyện chữ. Theo cách nói của cố Phi chính là, rốt cuộc có thể xem hiểu. Đại Phi, lúc tan học Vương Húc đem đẩy Chu Kính tới trước bàn ngồi xuống. Tưởng Thừa. Hả? Tưởng Thừa đáp một tiếng, cúi đầu tiếp tục viết bài thi cuối cùng của cả tiết học chưa viết xong. Lát nữa không có việc gì chứ? Vương Húc nói. Đi ăn bánh nhân thịt đi, cha tôi làm mùi vị mới, đi nếm thử một chút. Mùi vị mới gì? Cố Phi hỏi. Nhân bắp ngô, Vương Húc nói. Nói thực ra cũng không có đặc biệt bao nhiêu, nhưng mà là mùi vị không tệ, thật đấy, đi ăn không? Cố Phi liếc nhìn Tưởng Thừa một cái. Ôi chao, tôi nể rồi. Vương Húc vung tay một cái. Vừa bắt đầu thì không nên hỏi cậu, Tưởng Thừa. Được. Tưởng Thừa gật đầu cười. Sớm muộn cũng có một ngày phải đem Vương Húc và Chu Kính đều diệt khẩu. Vương Húc có thể giữ lại thêm mấy ngày, dù sao có thể cung cấp bánh nhân thịt ngon. Gọi Nhị Miếu đi chứ, Vương Húc hỏi. Không, Cố Phi đáp. Hôm nay mẹ tôi cho nó ăn gói mì vằn thắn. Vậy được, Vương Húc đứng lên. Đi thôi. Thời gian của Tưởng Thừa mỗi ngày đều sắp xếp rất chặt chẽ. Cậu tan học liền trở về phòng thuê, cũng không tới cửa hàng, bởi vì trong thời gian chờ ăn cơm, hiệu suất không được cao lắm, hơi có phần phân tâm. Thế là bị Cố Phi yêu cầu trở thẳng về phòng thuê, cậu ta làm xong đồ ăn rồi đưa qua. Ăn cơm xong một buổi tối này, căn bản đã không có hoạt động gì khác, đọc sách, học thuộc lòng hoặc làm đề. Đương nhiên, thời gian thả lỏng giải trí vẫn có, hoạt động trên giường tuy rằng tốn sức, nhưng mà rất bổ tinh thần. Hôm nay đến nhà Vương Húc ăn bánh nhân thịt, xem như là nghỉ ngơi giải trí phù hợp với quần chúng, lần đầu tiên trong vòng 2 tháng qua. Tôi trước đây cảm thấy dịch tính đã đủ học bá rồi. Vương Húc vừa cưỡi xe vừa cảm khái, nhìn thấy Tưởng Thừa, tôi biết là mình đã thiếu kiến thức. Dịch tính không phải rất liều mạng sao? Cố Phi nói, cảm giác vẫn không giống nhau. Vương Húc liếc nhìn Tưởng Thừa một cái. Khoảng thời gian này tôi chú ý Tưởng Thừa gầy hơn so với dịch tính nhiều. Ngậm miệng, Tưởng Thừa chen ngang. Mà không thể nói gầy nữa. Cố Phi cơm nước từng ngày, bất kể là trên nguyên liệu món ăn hay là số lượng, đều là nhắm đến chất lượng tốt để nuôi heo. Một câu nói gầy này của Vương Húc, đoán chừng Cố Phi có thể cài miệng cậu ra nhét đồ ăn vào. Này, Vương Húc cưới đến bên cạnh Tưởng Thừa. Cậu nghĩ xong thi trường nào chưa? Nghĩ xong chuyên ngành chưa? Chưa, Tưởng Thừa nói. Tôi đạch, Vương Húc ngẩn người. Người ta không phải đều nói học bá đều là lập chí từ nhỏ, không phải đại học nào đó không được. Cuối cùng đi thi, đặc biệt chuyên tâm. Cậu thế nào bây giờ cũng chưa nghĩ xong hả? Tôi, Tưởng Thừa quay đầu nhìn cậu ta. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, không cần lập chí từ nhỏ. Đi ông nội cậu, Vương Húc trợn mắt nhìn cậu. Tôi vẫn không thể nhìn nổi cậu, cái loại học bá vô cùng khoe khoang. Tôi không phải vô cùng khoe khoang, Tưởng Thừa nở nụ cười. Tôi chỉ là khoe khoang. Tức chết cậu, Cố Phi ở bên cạnh nói một câu. Mẹ nó, Vương Húc mắng giọng nói một tiếng. Hai cậu có thể chỉnh đốn lại thái độ hay không? Bây giờ là đi nhà tôi ăn chùa đấy. Có thể dành cho người cung cấp bữa ăn này một chút hòa nhã hay không hả? Vương Húc, cha cậu ta Vương Nhị, hình như không gọi là Vương Nhị, mà Tưởng Thừa cũng chưa từng hỏi qua rốt cuộc gọi là gì. Tóm lại, bánh nhân thịt của Vương Ba Ba quả thực là bánh nhân thịt ăn ngon nhất mà cậu lớn như vậy mới được ăn. Đây là loại bánh nhân bắp không bỏ vào vài viên thịt lại vẫn có thể ăn rất ngon. Dĩ nhiên sau khi ăn hết một chồng bánh bắp nhân rồi, cậu lại thêm ba cái bánh nhân thịt ba chỉ. Trời ạ! Lúc mẹ Vương Húc đi vào đưa bánh tráng miệng cho bọn họ, nhìn thấy rổ trống không trên bàn. Các con làm sao ăn nhanh như thế? Cậu ta giúp thu mỡ đấy. Vương Húc chỉ vào Tưởng Thừa. Học bá không giống với chúng con, học bá ăn cứ thế này vẫn gầy đi từng ngày cơ.
Con còn không biết xấu hổ mà nói. Mẹ Phương Húc nhắm vào sau gáy cậu ta, đập qua một cái. Con ăn toàn bộ thêm vào người, không dùng một chút nào lên áo cả. Ôi, Phương Húc rất mất mặt mà liếc nhìn mẹ cậu ta. Đừng động tay động chân trước mặt bạn học của con. Đụng thì sao? Đụng con rồi sao? Mẹ Phương Húc lại tát hai cái vào đầu cậu ta. Sẽ ngốc, cố Phi nói. Ồ, vậy thật muộn rồi, từ nhỏ đã đánh như vậy, khả năng thì đã ngốc rồi. Mẹ của Phương Húc đem hai đĩa thịt bò khô đặt trên bàn, nếm thử, vừa thơm vừa cay, không còn cứng. Tưởng Thừa cầm một mấu nhét vào trong miệng. Tưởng Thừa, có phải là rất thích ăn bánh nhân thịt nhà cô chú hay không hả? Mẹ Phương Húc cười hỏi. Đúng ạ, Tưởng Thừa gật đầu, ăn rất ngon. Cô chú đến Tết có loại mới đưa ra thị trường đó. Bà nói, còn nếu như ăn Tết cảm thấy trong nhà quá nhiều dầu mỡ thì đến đây ăn bánh nhân thịt. Tưởng Thừa ngẩn người mới gật đầu. Được ạ, mẹ cứ nói nhiều. Phương Húc đẩy mẹ của cậu ta ra một cái. Bận bịu thì đi đi, tự chúng con tán gẫu một lát. Sau khi mẹ Phương Húc đi ra ngoài, Phương Húc đi qua cầm cửa phòng đóng riêng lại. Tưởng Thừa, thật ngại quá, mẹ tôi không biết. Không có gì, Tưởng Thừa cười cười. Thật sự là không có gì, sắp hết năm. Mẹ Phương Húc không nói lời này, cậu cũng không chú ý là sắp tới hết năm rồi. Chỉ biết sắp nghỉ đông rồi, nhưng mà nghỉ đông sẽ học bù. Mọi người trên lớp nhốn nháo bày tỏ không có cách nào chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này. Mà Tưởng Thừa, từ đầu đến cuối chưa từng đem nghỉ đông cùng Tết gắn liền vào một chỗ. E rằng là vốn chỉ là không dám nghĩ tới. Lòng tính như nước không chừng, Tết cũng có thể cứ thế mà tính theo. Suy cho cùng là nhịp mọi nhà đoàn viên, thời gian của hồng hồng đỏ đỏ, hốt hoảng mờ mịt, ha ha hi hi. Nỗi buồn của Trung Quốc đối với việc cố chấp ăn Tết và việc không thể về nhà ăn Tết, không có cách nào giải trừ, cứ giống như khắc vào trong lòng, bất luận là để ý hay không để ý, khoảng thời gian này tâm tình lúc nào cũng sẽ theo khung cảnh bên người này, càng đỏ mà có biến đổi. Trẻ con mặc áo bông đỏ chạy đi đốt pháo, mùi khói thuốc pháo trong không khí lạnh buốt, người ta vội vội vàng vàng, bận bận bịu bịu trở về nhà. Người trong chợ thì chen nhau mua đồ Tết, đủ loại bản tin trên TV về xuân phận, hết thảy toàn bộ mấy bài hát chuyên dùng cho mùa Tết, đều như đồng thời vang lên to trong phố lớn ngõ nhỏ, mãi mãi không thay đổi, đến Tết rồi. Xuân vận, vận tải mùa xuân, giống như ở Việt Nam, cứ tới Tết là những người đi làm xa, lại lo mua vé các loại phương tiện để về nhà ăn Tết. Cũng tới tận bây giờ, Tưởng Thừa mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Sắp đến Tết rồi à? Ngày trước ăn Tết cảm thấy cũng bình thường, vui chơi giải trí, thăm bà con, mỗi ngày cùng bạn học ra ngoài chơi. Nhận thức duy nhất chính là còn chưa chơi đủ đã nhập học rồi. Nghỉ đông vì sao không thể chia đều với nghỉ hè? Nhưng bây giờ cậu có phần mờ mịt. Ăn Tết làm sao mà ăn hả? Đi đâu ăn đây trời? Có muốn ăn hay không? Thông thường ăn Tết chúng tôi đều ăn ở trong cửa hàng. Ăn xong xôi bánh nhân thịt, lúc trở về cô Phi nói một câu. Nhì Miếu thích ở trong cửa hàng ăn Tết, nó ra ra vào vào thuận tiện đốt pháo. Nó không sợ tiếng ồn đốt pháo sao? Tưởng Thừa hỏi. Không sợ, còn rất thích. Nhà ai đốt pháo con bé liền đạp ván đến xem, bay qua phía dưới. Cô Phi thầm cười. Năm ngoái làm cho tóc đều nổ khét một nhúm. Tưởng Thừa cười cả buổi. Năm nay cùng nhau ăn Tết với tôi đi, cô Phi nói. Làm xong cơm cậu tới ăn, sau đó chúng ta cùng nhau đi đốt pháo. Đốt xong rồi cậu trở về ôn tập. Ừ, Tưởng Thừa gật đầu. Cậu nếu như cảm thấy không đủ náo nhiệt liền gọi Lý Viêm, Lưu Phàm bọn họ qua đây, cô Phi nói. Dù sao đã ăn xong cơm ở nhà rồi thì chờ không được. Cậu thích náo nhiệt chút hay sao? Tưởng Thừa hỏi. Tôi không có vấn đề gì cả, cô Phi nói. Trước đây nhà tôi ăn Tết cũng chỉ tôi và Nhì Miếu. Mẹ tôi thông thường cơm nước xong liền đi ra ngoài. Hả? Tưởng Thừa suy nghĩ một chút. Vậy gọi bọn họ chạy tới đi, cùng nhau quẩy, Nhì Miếu chắc sẽ cao hứng. Vậy phải nói trước, cô Phi nhìn cậu cười. Nói bọn họ qua đây rồi, buổi tối cậu liền tự mình trở lại ôn tập. Tôi nhất định sẽ bị lôi kéo chơi suốt đêm. Không thành vấn đề,
Tưởng Thừa cưỡi xe tới gần cậu ta, trên bả vai cậu ta vỗ một cái. Học kỳ này Cố Phi căn bản chưa từng cùng Lý Viêm bọn họ ra ngoài, mỗi ngày Hạ Cố xoay quanh cậu. Tưởng Thừa cảm thấy nếu ngày nào đó Phan Chí có bạn gái liền tìm không thấy người, cậu nhất định sẽ khó chịu. Về việc ăn Tết, Tưởng Thừa đã suy nghĩ một đêm này, sau đó thì quay trở lại trong quỹ đạo ôn tập bình thường. Không có cảm giác gì là kỳ nghỉ đông đã tới, không có cảm giác gì kỳ nghỉ đông học bù liên tiếp đến với những học kỳ cuối. Cậu đều bồi phục chính mình là một thiếu niên tốt, có ý chí kiên định. Cố Phi trong một tuần gần như có 4-5 ngày ở lại chỗ của cậu, cùng cậu học thuộc lòng hết sách, ăn xong bữa đêm, sau đó thì đi ngủ trước. Nhưng hai ngày nay, cậu vẫn luôn dựa đầu vào tường, rồi chơi di động. Chơi nhược trí sao? Tưởng Thừa hỏi. Không, nào có thời gian chơi, Lý Viêm cũng sắp vượt tôi hơn 20 màn rồi. Mỗi một ngày chơi thật ngầu, không việc gì gửi liền cho tôi hình chụp màn hình. Cố Phi nói, cậu rất bận nha. Tưởng Thừa liếc mắt nhìn cậu ta. Đúng đấy, Cố Phi cả mặt nghiêm túc gật đầu. Mỗi ngày giúp bạn trai của tôi ôn tập, thứ hạng thi cuối kỳ này thậm chí vượt lên hơn 50 người. Lão Từ này, ngày đó kéo tôi, lệ nóng tràn mi đấy. Thực ra cậu... Tưởng Thừa chưa nói xong câu lại tiếp tục cúi đầu làm bài thi. Thực ra cậu dùng chút công sức thành tích sẽ không kém, nhưng mà lời này nói ra có thể sẽ khiến Cố Phi có chút suy nghĩ. Cậu cưỡng ép rồi nuốt xuống. Thực ra cậu có thể ngủ trước, không cần đợi tôi. Tưởng Thừa nói. Không chờ cậu, Cố Phi đem di động đưa tới trước mặt cậu. Tôi tra thực đơn cơ. Bữa cơm tất niên sao? Tưởng Thừa nhìn xem. Ừ, Cố Phi tiếp tục cầm điện thoại di động. Trước đây ăn Tết thì mẹ tôi tùy tiện làm một nồi luộc, sau đó gói chút sủi cảo. Có lúc thì lười gói, liền trực tiếp từ trong nhà hàng cầm ra sủi cảo đông lạnh. Năm nay chính là chút đi. Năm đầu tiên hai chúng ta ăn Tết cùng nhau đấy. Tưởng Thừa đều một nụ cười. Cậu là đầu bếp sao? Không tin tưởng tôi hả? Cố Phi hỏi. À, Tưởng Thừa liếc nhìn lên chén thức ăn khuya còn để trên bàn. Bữa khuya hôm nay là tứ hỷ hoàn tử. Đây là món thịt viên, là một trong những món ăn truyền thống cổ điển của Trung Quốc. Nó bao gồm 4 viên thịt với màu sắc, mùi thơm và hương vị khác nhau. Nó đại diện cho một sự kiện hạnh phúc của cuộc sống, hạnh phúc, tuổi thọ. Có thường được sử dụng trong các bữa tiệc lớn như tiệc cưới, sinh nhật để có ý nghĩa tốt lành đó. 5 viên cơ nắm tay cũng được, chỉ là có thử chút thực đơn chay không? Thức ăn chay có gì ngon, cậu không phải thích ăn thịt sao? Cố Phi nói. Bạn học Tiểu Cố. Tưởng Thừa thở dài. Tôi gần đây có chút thích ăn rau, ăn món xanh lá, không xanh cũng được, rau cải trắng cũng được. Được, Cố Phi nói, ngày mai ăn khuya, hầm rau cải trắng đi. Sẵn tiện bỏ vào chút thịt, tôi sẽ không ghét bỏ đâu. Tưởng Thừa thở dài. Cậu có phải là muốn ăn thức ăn chay sao? Cố Phi hỏi. Cậu chỉ có toàn thịt và chay, hai lựa chọn thôi sao? Tưởng Thừa cạn lời. Ngoan đi, tôi muốn ăn món thịt rau phối hợp. Đó gọi là mặn chay phối hợp. Cố Phi chỉnh sửa. Tưởng Thừa chỉ cậu ta, không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục học thuộc lòng. Nghỉ đông rồi học bù, tới 28 Tết, lưu lại cho mọi người một ngày nghỉ. Theo lời của Lão Tử, đây là giữ thời gian cho mọi người về nhà thu dọn nhà cửa, giúp cha mẹ mua đồ Tết. Vừa mới sáng sớm, Tưởng Thừa đã bị Cố Phi gọi dậy. Làm gì đó? Tưởng Thừa mơ màng mở to mắt hỏi. Mua thức ăn. Cố Phi vừa mặc quần áo vừa tung chăn rất mềm của cậu. Không phải chứ? Tưởng Thừa đem chăn lại kéo trở về đắp kín. Ngài mấy ngày trước không phải vừa có thời gian liền chạy đi tới siêu thị à? Tôi thậm chí lo lắng cậu muốn dọn sạch cái siêu thị, còn chưa mua đủ sao? Vậy không giống nhau. Cố Phi chống vào đầu giường rồi cười. Cậu không muốn lĩnh hội một chút quá trình vui vẻ cùng bạn trai mua sắm đồ Tết hả? Bệnh thần kinh. Tưởng Thừa cười lên. Được thôi, dài dài. Mùi vị Tết của 28 đã rất nồng. Lúc Tưởng Thừa thức dậy đánh răng rửa mặt, cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng cười bên ngoài, còn có tiếng cãi nhau, có lẽ lớn hơn so với bình thường cũng náo nhiệt hơn.
Cậu vừa đánh răng vừa đi đến trước cửa sổ nhìn xuống. Người tuyết với mấy cái đầu tuyết trên mặt đất úp này, mấy cái thùng vô cùng xấu. Một đám trẻ con lót chót đang điên cuồng chạy băng băng, trêu chọc nhau. Một thằng nhóc đang căng cổ họng vừa khóc vừa không biết đang chửi ai. Còn có hai người đang ở trên đường chống nạnh, rống vào nhau. Một bà cụ. Một năm rồi nhỉ, Tưởng Thừa đột nhiên hơi xúc động. Nhìn những cảnh lộn xộn này dưới lầu, lần đầu tiên không vì hỗn loạn này mà bực dọc. Cũng lần đầu tiên cảm thấy ăn Tết có cảm nhận hoàn toàn không giống nhau. Cậu lại có thể vô cùng mong đợi hoạt động đáng ghét trong siêu thị. Người chen lấn, người tranh đoạt đồ Tết, rồi người lại xếp hàng ra tính tiền.